con là bà yên tâm rồi. Vâng. Bà thấy thế nào bà? Kết ngay. Bà dùng tuyệt vời đi, bà kết ngay mà. Không cần trừ thật. Dạ bà, cảm ơn bà. Đến nhà con lắm bà cái tốt cho bà là sướng rồi. Thế nhà mẹ nuôi chị rồi ạ. Đây. Bà vừa khoe với cái bác hàng xóm đây. À. Sướng lắm, ngồi sướng lắm. Ông thương như cháu kia con ạ. Có cái người xuống rồi ạ. Đêm nay khỏi mất ngủ nha bà nha. Đêm nay khỏi mất ngủ luôn bà. Bà sướng là kết luôn. Ta muốn cái khác nữa, ta lấy cái này luôn thật. Nó cũng vừa túi tiền của tao đây này. Con ơi, trên thật. Thế là tuyệt vời. Ngồi dưới rồi vậy. Ngồi rồi, em ngồi thử rồi nên em thích lắm. Nên cháu nó bảo này em bây giờ mà cảm giác bà như nào? Thôi, không cần đâu ạ. À, bây giờ cả bác giác bà như nào để ở dưới thôi, để này được ạ, vì nó có rất là nó có chân ghế mà lo gì. Nhưng mà...